xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a còng com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình, mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. À mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy cái thuận tiện luôn. À mọi người trước khi vào xem mà chuyện ma của mình là nhớ bấm cái nút like giúp mình ha, cái nút like là để vì à, cái thuật toán của YouTube á thì khi mà nhiều cái lượt like á thì họ sẽ ưu tiên cái clip của mình nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ biết tới mình nhiều ha, mà người ta sẽ gửi chuyện về và mình sẽ à, kể lại những câu chuyện đó trong tương lai luôn ha. À thì à, rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiếp mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment đã tập 948 ngày hôm qua À, Tiễn tập 948 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Chú Hai Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Yên Đinh nha mọi người ha Cảm ơn uh, Yên Đinh rất là nhiều và cảm ơn Chú Hai rất là nhiều luôn Rồi à, thì bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện uh, đầu tiên ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn mang tên Thành mà bạn đã gửi về cái câu chuyện mà nói về cái thành phố ma bên Mỹ ở tập uh, 947 đáng lẽ là mình sẽ kể tập này ở tập 948 nhưng mà tại vì ngày hôm qua là mình có bận cái công việc đột xuất đó thành ra là mình phải uh, uh, chèn cái tập dự phòng lên ha thành ra nó bị ngắt quãng chút xíu mọi người thông cảm nha nhưng mà bù lại á thì cái câu chuyện uh, ngày hôm nay cái câu chuyện cuối cùng của bạn Thành này gửi về nó rất là hay thì như mọi người biết á là vào năm 2000 nếu mà những người nào đã nghe ở tập 4 947 ha thì vào năm 2016 á là bạn Thành này bạn có đi qua bên Mỹ mới thành ra là bạn mới gặp được cái hiện tượng ma trên thành phố Ma đó nghe. Nhưng mà vào cuối năm hay lúc mà ở giữa năm 2015 đó thì bạn vẫn còn ở Việt Nam. À, thì à, vào thời điểm đó là trước đó một năm nữa là năm 2014. Thì thời điểm này nè, bạn nói chung là bạn nôm nam bạn cũng còn là gọi 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 là trẻ trâu ha mọi người ha. Và lúc đó đó thì gia đình của bạn là không có cho bạn lái xe tại vì biết là bạn chạy xe xe máy á là nó ẩu tả đó thì gia đình bắt đầu là mới mua cho bạn những cái chiếc uh, chiếc xe đạp, à, xe đạp mà vậy nhưng xe đạp không thắng đó để cho chơi nhóm bạn thì uh, do là cái tánh của bạn thì nói, nói chung là từ nhỏ đó thì bạn cũng khá là sợ má nhưng mà bởi vì như vậy nè giống như là gọi là anh hùng mọi người ha là cứ uh, bạn bè ai mà cứ thách thức này nọ đồ chút đỉnh á là cũng nghĩ như là <laughs> cũng nghe theo <laughs> hơi ngu ngu chút xíu ha thì lúc đó đó cái nhóm bạn của bạn bao gồm á là có um, thêm tổng luôn bạn luôn nha là tổng cộng là có ba nam và có hai nữ bắt đầu thời điểm đó không biết ở đâu ra đó, coi trên Facebook mà 2014 lúc đó Facebook cũng chưa nổi lắm. À, coi trên mạng hay ở đâu đó đó là có một cái bài viết nói về một cái căn chung cư 727 Trần Hưng Đạo thì lý do tại sao trong tập truyện này mình không có giấu tên chung cư này thường thì mọi người biết là những địa điểm nào có ma mình sẽ giấu tên nhưng mà cái chung cư 727 trần hưng đạo này thì nó quá nổi tiếng rồi thậm chí là trên những cái báo lá cải rồi báo chính thống nhà nước rồi thậm chí là còn lên tivi nữa đó nên nói về cái chung cư này khá nhiều nên thôi giấu tên làm gì nói ra thì mọi người cũng biết ha thì cái bạn thành thì bạn không nhớ lúc đó là thằng nào á là nguyên đang ngồi uống cà phê chơi như vậy nè nó nói ê tụi bay bây giờ á là mình đi vô trong cái chung cư này để mình coi trong đó coi là có ma cỏ này nọ được không thì khi mà ông thành nó ngang ổng nghe đến đây rồi là ông đã rất là sợ rồi nói chung là nghe bạn thành bạn ở sài gòn thì nhỏ lớn mà chung cư bảy trận đào nó quá quen thuộc rồi rất là sợ rồi nhưng mà là, mấy đứa bạn nó bây giờ đó mà gặp á ác á là ở đó là có thêm hai nhỏ con gái nữa đó nên bây giờ mình không dám đi á thì hai đứa kia nó chọc quê mình kiểu kiểu như vậy rồi thôi bắt đầu là nguyên đám mới quyết định đi thì rồi thì trước khi mà đi như vậy thì nguyên đám cũng chiếc xe đạp như vậy đó cũng đạp vòng vòng uh, sài gòn cái kiểu như vậy nè khi mà ghé vô trong cái chung cư đó đó là bạn hành bạn nhớ lúc đó là khoảng cỡ uh, 6 giờ mấy gần 7 giờ khi mà tới đó đây á mọi người phải hiểu đây không phải là một cái chung cư nó bỏ hoang bỏ hoang hoàn toàn nha ở phía dưới á, là vẫn còn có người ở chứ không phải là không có người ở đâu thì khi mà người người lớn đó người ta thấy một cái đám nhóc như vậy là đạp xe đạp tới rồi có vẻ như đang muốn đi lên đó thì có vài người thì người ta cũng đã nói là, ừ tụi bay đi đâu vậy thì nguyên đám cái đâu có dám nói ừ con lên đây con kiếm ma nói gì người lớn ta chửi làm sao chứ cũng làm bộ nói ờ con lên đây con kiếm người quen rồi này nọ đồ kiểu kiểu như vậy đó thì đương nhiên thì rất là dễ dàng thông chốt mọi người ha rất là dễ dàng lừa mấy người lớn lắm thì rồi bắt đầu là lên trên tầng 1 vẫn có người ở, lên trên tầng 2, tầng 3 này nọ đồ vẫn có người ở. Cái lúc này là khi mà lên trên tầng 3 nó là đang nguyên một đám đang lên thì lúc này là chưa có sợ tại vì còn người ngợm mày nọ đồ ở bình thường. Thì khi mà từ tầng 3 lên tầng 4 á là cái lúc đó nó ngang là có gặp được một người. Thì khi mà gặp được một người như vậy đó là một cái ông ông chú bình thường thôi, ông chú nó nói ủa, nguyên đám bay đi đâu vậy? Nó ờ con lên trên đó uh, kiếm người này nọ đồ thì uh, cái ông đó nói trời trên đó uh, làm gì uh, có ai trên đó mà, mà mà lên giờ này tối thôi nha xong để sáng đi lên à thì nguyên đám cũng nói lý do này lý do nọ mà hình như ông đó cũng không quan tâm hay sao đó ừ thôi đó, đó tôi bay lên lên đi nha lỡ có gì đừng có la hét này nọ đồ um sùm tụi tao với đây còn ngủ đó thành ra là nguyên đám vẫn cứ đi lên trên đó rồi bình thường luôn thì rồi đó lúc đó thì bạn nói là lên từ từ hình như lên tới tầng tầng sáu tầng bảy tại vì á cái chung cư nó rất là cũ rồi mỗi một tầng nó không có ghi số gì hết á chỉ là nhẩm đếm trong đầu thì vừa leo cầu thang mà nhẩm đếm họ cũng quên nên thành ra là bạn cũng không có biết là bạn đang ở tầng mấy nữa chỉ biết là nhìn xuống thấy cũng khá là cao quá chắc là cỡ tầng tầng năm tầng sáu tầng bảy gì đó thì ngay cái lúc này nè đang đi dọi dẫm như vậy đó thì bắt đầu là nguyên một nhóm bắt đầu là mới nghe có một cái tiếng bước chân đi từ ở trên đi xuống À đi ngược từ ở trên đi xuống như vậy nè thì bắt đầu nguyên một đám mới đứng lại đợi. Đang đi ở ở dưới đây đang đi lên thì nghe tiếng bước chân từ trên đi xuống nguyên một đám mới đứng lại đợi. Lúc đó nó là có một cái thằng đó là nó mới nói nói ủa, hồi nãy hình như cái ông kia ổng nói là ở trên đây không có ai mà mà sao tự nhiên bây giờ nghe bước chân ngược từ trên đó đi xuống. À thì nghe lúc này là cũng hơi ghê ghê rồi đó. Thì lúc này á là một một đứa nữ trong đám á nó sợ quá đi bắt đầu là nó mới bỏ nó chạy, nó chạy xuống dưới luôn à, thì rồi bắt đầu nguyên một đám mới nhìn nhau nó thôi bây giờ nó con gái chỉ có mấy đứa con gái này, mấy mới nhát gan vậy thôi kiểu kiểu như vậy thì bởi vì cái lời nói đó nên thành ra ông thành ông cũng muốn chạy theo nhỏ kia dữ lắm rồi đó ngang nhưng mà thằng bạn nó nói vậy không lẽ giờ mình bỏ chạy cái nó chửi mình rồi đàn bà này kiểu kiểu như vậy nữa đó lại bắt đầu cứng người nữa kệ cứ tiếp tục mà cứ đi lên từ tầng thì rồi đó cái lúc này khi mà nguyên một đám đi lên thì cái tiếng bước chân kia đi xuống như vậy á mà nó có một cái điều kỳ lạ bạn Hành bạn nói như vậy là không có giải thích được. Có nghĩa là nghe cái tiếng bước chân nó giống như một người tưởng tượng một người đang ở tầng 7, một người ở lên trên tầng 8 thì cái tiếng bước chân nó từ tầng 8 nó đi xuống tầng 7 thì rất là đơn giản thì nếu mà mình đi một chút xíu khoảng chừng 5 7 giây gì thôi là sẽ mình sẽ gặp cái người mà người ta đi xuống đúng không? Nhưng nguyên một đám đi lên trên tới tầng 8 luôn rồi vẫn còn nghe cái tiếng bước chân đó mà vẫn là đi xuống như vậy nha rồi bắt đầu đi từ từ đi lên tới tầng chín luôn rồi mà vẫn còn nghe tiếng bước chân đó nó kỳ lạ lắm kìa không phải là tiếng bước chân đi lên dụ như là, ừ, là mình lên tầng 8 cái người đó lên tầng 9 mình lên tầng 9 cái người đó lên tầng 10 thì không nói đi còn cái này mình lên tới tầng đó mình nghe tiếng bước chân đi xuống là lên tới tầng 9 thì tiếng bước chân nó cũng đi xuống mà cứ đi hoài đi hoài không thấy cái người ở đâu cả À thì rồi khi mà lên tới cái tầng thứ thứ 9 thứ 10 gì rồi lúc này là khi mà càng lên á là nó càng cũ kỹ mà rác rến tùm lum á giống như là những cái người mà người ta ở dưới tầng thấp đó người ta dục rác hay làm cái gì hay là những cái nhóm như bạn này nọ lên chơi đó quăng ba cái lon nước chai nhựa đồ đầy đẫy mà nhện trùm lum tùm la hết trơn á. À nhưng mà rồi khi mà lên trên tới tầng đó đó cái lúc này bắt đầu nguyên một đám đứng lại thôi tại vì muốn lên nữa nhưng mà tại vì mệt mọi người sức người mình mình đi cả 10 tầng lầu mà nó rất là mệt rồi thành ra là cứ đứng ráng đứng ở đó mà đứng đứng thở thở như vậy nè thì trong cái lúc đứng thở như vậy á thì thấy rõ ràng á, là một cái người đàn bà mà hình như là người hoa hay sao á tại vì nhìn cái kiểu cách họ mặc đồ rồi họ để cái tóc này nọ rồi mấy mấy cái đồ mà bông bông chấm bi nho nhỏ đó là rất là giống như người hoa Mà họ đang đi từ trên đó đi xuống và cái tiếng bước chân nó rất là quen thuộc Tại vì mọi người biết mà cái kiểu mà giống như mình mang dép kẹp mà mình đi cầu thang đó Nó cứ cà lẹp bẹp, cà lẹp bẹp, cà lẹp, lẹp bẹp kiểu như vậy đó Đã thì khi lúc này nguyên một đám nha là thấy cái bà đó bả đi xuống như vậy Bả vừa đi mà bả vừa làm bè bả cúi cái đầu như vậy nè Mà bả vừa đi bả vừa làm bè mà không có nhìn đám mày luôn Mà bả cứ nói như vậy nè Lên đây chi không biết Lên đây chi không biết nhưng khi mà bà nói ra cái câu đó như vậy thì đúng thật sự là bà là kiểu như là những cái người hoa mà người ta nói cái tiếng việt mình nó hơi lớn 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 đó là bà mới nói như vậy lúc này nguyên một đám vẫn không có nghĩ bà là ma nha mà kiểu như ừ là chắc mình làm phiền người ta rồi người ta lèm bèm như vậy nguyên một đám còn đứng khoanh tay nói dạ dạ con xin lỗi cô xin lỗi cô còn nói 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 như vậy nữa à thì rồi thì cái bà kia bà đi ngang nguyên một đám luôn à bà đi ngang nguyên một đám như vậy nè thì ngay lúc này đó bạn Thành bạn nói nó Không biết là mấy đứa kia nó có cảm nhận được cái gì hay không Nhưng mà riêng bạn Thành đó, Lúc mà họ đi ngang qua bạn Mặc dù là cách cũng tương đối xa Chứ không có phải là kế bên khoảng chừng độ chừng 2 mét 2 mét mấy đó Nhưng mà bạn Thành bạn bạn cảm nhận được Thứ nhất là nó có một cái hơi lạnh Cái thứ hai là bạn là cái người đứng gần Cái bà đó nhất Bạn nhìn kỹ cái bà đó nhất thì bạn thấy là cái sắc mặt của bà ấy giống như là nó nó rất là xanh xao và nó 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 kỳ cục dữ lắm kìa mà dụ như là ví dụ người lớn người ta chửi con nít đi nên phải nhìn người ta, ừ, tụi bay lên đây làm gì chửi kiểu như vậy nhưng mà cái giọng của bà kỳ lắm nó nghe nó không có hồn bà cứ đi bà cứ lèm bèm lên đây làm chi không biết lên đây làm chi không biết mà con mắt bà cứ nhìn nhìn dưới đất nhìn dưới đất nhưng mà bả cứ đi như vậy nè à thì bạn cũng khá là rợn da gà rồi nha à rồi bắt đầu là bà cũng đi xuống dưới luôn à bạn còn nhìn theo bả đi xuống bậc thang bình thường thì ngay lúc đó nó vẫn chưa có biết được là ma hay quỷ gì đâu nhưng mà bạn thằng bạn thằng nó là bạn rất là muốn đi về rồi nhưng mà lại tiếp tục là cái thằng nó cái thằng mà nó kiếm ra cái chung cư mọi người nó kêu thôi lỡ rồi còn có một hai tầng đó, lên trên đỉnh để, để, để coi luôn chứ sao giờ mọi người, mình nói mọi người á cái cái ông cái người mà suối một đám đi như vậy không phải là gan hùm gan hổ gì đâu mà chẳng qua là vậy như là điếc không sợ súng mọi người đó rồi bắt đầu là lỡ phóng lao theo lao luôn kiểu như vậy thì rồi bạn Thành cũng bị kêu như vậy bắt đầu là cũng đi lên trên đó thì khi mà đi lên trên đó nha bước lên mà nó là không có nhớ được là tầng 11 hay tầng 12 nó nói chung là tương đối cao rồi và cái sức khỏe nó cũng thời điểm đó nó cũng rất là mệt rồi lúc mà lên trên đó rồi đó thì nguyên một nhóm mới nghe được nó đủ thứ âm thanh hỗn tạp với bạn thành bạn bạn còn nhớ mang máng là bạn còn nghe cái tiếng mà giống như người ta khoan đục này nọ được cũng có rồi tiếng búa mà dạng như đóng đinh vô trong tường nghe bùm 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 cũng có rồi cái tiếng nói xì xào xì xào của những cái người hoa nha nghe những cái người hoa mặc dù là không hiểu nhưng mà mình nghe mình mình vẫn biết đó là cái người hoa người ta đang nói chuyện ha đó rồi bắt đầu là có những người người ta nói bằng tiếng nước ngoài nữa à không biết là tiếng mỹ tiếng pháp gì thì không biết nha à rồi có những cái người việt cũng nghe, còn nghe tiếng người việt nói đồ này nọ tùm lum tùm lá hết trơn thì nguyên một đám mới nói với nhau trời ơi sao mấy người dưới đó người ta nói gì kỳ á nhất là cái ông mà dẫn vô nói, trời ơi trên đây đông quá trời đông mà giống như là đang ở đang sinh hoạt bình thường khoan đục rồi nói chuyện đồ qua lại mà nói trên này không có ai này nọ được kiểu như vậy thì ngay lúc này bạn thành mà mới nói như vậy nè nói ê mình ví dụ mình đặt tên ông đó là kêu là ông dũng đi nói ê dũng dũng mày không thấy cái gì nó lạ hả nó lạ là lạ làm sao nó tao thấy nãy giờ đi đi có ma cỏ gì đâu trời ơi đi lên tới đây đi tới đi lui nọ đồ bình thường còn trên đây còn đông đúc người ngợm mày nọ đồ mặc dù không thấy ai nhưng mà chắc người ta đang trong phòng người ta sinh hoạt nói chuyện này đó mày không nghe hả thì tao không nghe nhưng mà mày thấy không hồi nãy khi mình lên từ tầng 1 lên tới trên này á là mình đi tới tầng 4 là có người ở bình thường bắt đầu tự nhiên tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10 không có một người nào ở trên tự nhiên trên đây cái tự nhiên có người ở vậy sao mấy tầng kia người ta không ở mà ở tuốt trên cao đây làm gì thì các bạn dũng kia nói thì trời ơi chuyện của chuyện của người ta người ta muốn ở đâu người ta ở này nọ nhiều khi là ngày xưa ông bà người ta mua ở trên đây càng cao càng tốt này nọ rồi ở trên đây quen rồi đã nói chung là nói cỡ nào nói thì ông dũng kia ông cũng đưa một cái lập luận khoa học này nọ nói tùm lum tùm la hết trơn á. đã thì rồi ngay cái lúc này bắt đầu một đám cũng đi vòng vòng coi thì trời nó cơ khi mà đi vòng vòng mọi người cái lúc đó, mà đi tới từng căn phòng mà giống như phòng chung cư mọi người ở mọi người biết ha tới đó là không một cái phòng nào không một cái căn chung cư nào mà nó có cửa trưng cửa sổ và cửa chính đều không có luôn nha mọi người nha và nhìn vô trong đó tôi nói là nó tùm lum nào là rác rến nào là bàn ghế gãy rồi mạng nhện tùm lum tùm lá trên không một bóng người và tất cả những cái căn phòng trên đó nó đều như vậy luôn thì ngay lúc này mới gọi là thật sự hoảng sợ và ông dũng kia ông không có còn mà 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 cái gì là lập luận khoa học khoa hiết cái gì nữa hết trơn á bắt đầu biết rồi không nói một kiểu như không có cự qua cự lại chứ mặc dù là trong lòng của bạn hành là tức lắm đó, đó mình thấy chưa đó ma cỏ vậy rồi á Nên, nhưng mà không có dám nói nguyên một đám như vậy bắt đầu là tại không có dám chạy luôn nha tại vì nhớ cái lời của cái ông ở dưới tầng ba ông dặn ở ờ, lỡ có gì tụi bay đừng có la hét âm sầm nha à, có gì này nọ được tụi tao báo công an này nọ là kiểu kiểu như vậy em lum á sợ bắt đầu nguyên đám dầm dầm nhau gật gật đầu biết rồi 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 thôi thôi, thôi ma ma rồi đó bắt đầu mới đi kiểu như là đi lẹ đó đi kiểu như cầu thang là đi hai bước hai bước một hai bước một kiểu như vậy đó đi xuống từ 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 vậy là mà không có 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 dám la hét là hết biết là ma rồi nhưng cái câu chuyện nó vẫn chưa kết thúc rồi đó khi mà đi xuống dưới cái tầng 6 á thì thấy cái con nhỏ hồi nãy mà nó bỏ về mình mình đặt tên đại lần nhỏ đó là tên là Mi đi. Thì thấy con Mi á nó đang ngồi ngay chỗ cầu thang nó ngồi nó khóc bù lu bù loa đó luôn. Mà rõ ràng hồi nãy là lên tới tầng tầng 7 tầng 8 gì nó gặp uh, kiểu như nó gặp cái bước chân này nọ này nọ nó sợ là nó đã bỏ chạy rồi mà tại sao bây giờ mà hồi nãy thấy rõ ràng nó chạy xuống mà nó đứng ngay tầng 6 này nọ rồi nó chạy xuống là phải xuống tầng 5 chứ. Mà tại sao bây giờ nó vẫn còn ngồi ở trên tầng 6? mà nó ngồi nó khóc kiểu như không phải là nó khóc lớn lên nha mà nó khóc hức 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 như vậy nè à thì bắt đầu mới lại nó kêu Ủa mi sao mày, nãy mày xuống dưới rồi mà sao mày còn ngồi đây trời khi mà kêu tên nó một cái nha nó quay lại nha mà nó gặp nguyên một đám bắt đầu là nó ôm mà nó rất là mừng ơi tao sợ mày cứu tao 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 sợ quá tao sợ quá tao sợ chết quá tao sợ chết quá mà cái giọng nói nó bị khào cái giọng nói giống như là nó bị tưa nó bị khào luôn nha chứ bình thường là cái giọng mi con gái mọi người lúc đó thì cũng khoảng cỡ mười mấy tuổi cũng trong trẻo cũng ngọt ngào lắm mà sao bây giờ bị khào bị đặc đấy luôn à, cũng chưa có kịp nghe kể gì đâu thôi bây giờ nguyên một đám đi xuống từ từ kè nó à, không có cổng mà kè nó từ 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 đi xuống dưới đó mà đi cũng không dám đi nhanh mất cũng phải là cỡ năm bảy phút đồng hồ mới đi được xuống dưới tầng trệt à bắt đầu ra lấy xe đạp bắt đầu đạp ra một cái quán nước cốc quán cốc đó ngồi gần ở đó uống nước bắt đầu nói chuyện với nhau thì khi mà ngồi ở đó đó nói chuyện như vậy đó thì uh, bắt đầu là những cái đứa này nó cũng bàn qua bàn lại lúc nào lúc nào ông thành nó đó tụi mày thấy chưa dũng mày thấy chưa ở trên đó nãy nghe rõ ràng vậy mà vô từng phòng không có ai là ma này nọ đồ tất cả mọi thứ rồi à thì kể xong cái phần chuyện đó bắt đầu mới quay qua hỏi mi lúc này lại cũng cho nó uống nước này nọ nó bình tĩnh đó thiện mi nó vừa khóc mà lúc này cái giọng nó vẫn còn khào luôn nha nó nói như vậy nè nó lúc mà tôi lên tới trên đó tao sợ quá trời ơi, sợ rồi thành ra hả tao quay xuống tao tao quay xuống cầu thang tao chạy thì cái vấn đề đơn giản thôi mình lên đường nào thì mình chạy xuống đường đó với lại cái cầu thang nó cứ vòng tới vòng lui thôi nó cũng xuống dưới tầng trệt đúng không cứ mọi người cứ cắm đầu đi xuống ngồi là xuống dưới tầng trệt mà bạn mi bạn nói bạn chạy xuống mà nó thiếu điều chắc phải hai chục tầng lầu đó mà không thấy cái tầng trệt đâu như ở đầu chuyện mình đã nói rồi cái chỗ này là nó cũ kỹ nó không có thể để mã số ở ừ, đây là tầng 6, đây là tầng 7, không có để những cái số đó đó là ra là kiểu như có chắc ngày xưa có để mà nó bị rớt hay nó bị cũ hay nó bị sao rồi nó bị dơ không thấy hay sao đó. đó nên bạn bạn mi bạn không hề biết được mình đang ở tầng mấy chỉ ngắm ngắm mà chắc nãy giờ chừng tầng bảy thành ra mình đi bảy cái cầu thang là mình cũng xuống tới dưới mà đi muốn hai chục cái luôn mà mệt mỏi cỡ nào luôn rồi nha mà vẫn không xuống được tầng trời lúc này chính thức là bạn nhi mà bạn mi là giống như là bạn bị dắt đi vậy đó thì rồi cứ đi vòng 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 mới không thoát ra được nha bắt đầu không đi cầu thang nữa bắt đầu mới đi tới đi lui này nọ trong cái 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 tầng nó coi coi thử làm sao thì nó cũng y như ở tầng trên kia vậy đó cũng không có một phòng nào có cửa có nẻo gì hết không một bóng người nọ đâu hết trời ơi sợ lắm rồi một đứa con gái như vậy là coi như là rất là khủng hoảng rồi bắt đầu đứng ở dưới đây tại vì nghĩ thì, thì chắc là mấy đứa kia nó đang đứng trên tầng 10, 11 gì đó mình đứng dưới này mình kêu lên chắc tụi nó nghe tụi nó xuống tụi nó cứu mình thì không biết ba la cỡ nào mà từ một cái giọng mà, mà 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 mà, mà, kiểu như là trong trẻ như vậy mà la mà khàn cổ họng luôn ấy nha không một người nào xuống cúng còn về cái phần á, mà của bạn Thành, bạn Thành mới nói là bạn đứng ở trên đây nếu thật sự con mi nó có la nó có kêu cứu là bạn đã nghe rồi. Tại vì tụi mình nói chung cư một người đứng dưới đây la lên ngay chỗ cái cầu thang nó có cái giếng trời mọi người biết không? Đó mình đứng ngay đó mình chỏ cái mỏ lên mình la thì trời ơi nó tầng hai chục còn nghe chứ đừng nó mà tầng 10 tầng 11. Bạn Thành, bạn Dũng và thêm một đứa con gái này nọ nữa là không một người nào nghe gì hết trơn đó là giống như là bà 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 My là bà bị khóa cứng ở căn phòng đó luôn la hét khóc lóc cầu cứu rồi chạy tới chạy luôn một hồi rã sức hết trơn rồi biết rồi biết là mình đã trong cái trạng thái như vậy đã đang trong việc trạng thái mà nhốt như vậy đó là chỉ biết ngồi ngay cầu thang tại vì lúc đó cũng còn suy nghĩ được tại vì thế nào tôi nó đi lên thì chắc chắn tôi nó cũng phải đi xuống thôi hôm nay tôi nó ở chảnh luôn đúng không đã nên ngồi ngay cầu thang đợi đám bạn đi xuống mà cứ ngồi đó khóc tại vì biết bây giờ có khóc lớn lên đi chăng nữa thì cũng không hồn hồi tắt thở chết thôi chứ cũng không ai nghe đã nên cứ ngồi khóc thúc thích thúc thích như vậy chút xíu sao là nguyên một đám mới đi xuống mới thấy bà my ngồi đó bắt đầu mới vớt bà my mới đem xuống dưới là như vậy đó mọi người rồi cái lúc đó là coi như là trải qua rất là kinh hoàng như vậy luôn nha rồi thôi chia tay nhau về bắt đầu là bạn thành nó từ từ nay trở về sau là dặn lòng mà không có chơi ngu cái kiểu đó nữa không phải đơn thuần đâu mà cái chung cư đó nó nổi tiếng lên trên các mặt báo trên mạng trên này trên kia là nó phải có cái cái lý do của nó à, nhưng câu chuyện nó vẫn chưa hết đâu mọi người cái lúc mà về đến nhà rồi đó nghe thì cũng gọi điện thời điểm đó cũng có điện thoại này nọ rồi gọi ha mọi người ha cũng gọi điện qua hỏi thăm này nọ đồ á thì ông dũng cũng bệnh rồi nhỏ kia đi theo cũng bệnh mà không biết sao bạn thành mới nói là không biết là không biết có phải trời đồ hay ông bà thương hay không nha bạn thành là bạn không bị gì hết không bệnh hoạn không gì hết trơn đó nghe đã nhưng mà còn tất cả những người còn lại đều bị bệnh bệnh lặt giặt lặt giặt lặt giặt này còn riêng về bà á thì trường hợp này bạn Thành bạn cũng cũng nói luôn chắc không phải là bị ma ám đâu mà chắc dạng giống như là rơi vào tình cảnh hành bị ám ảnh á. Bạn My bạn nói là suốt một tuần lễ liên tục không có đêm nào mà ngủ ngon. Cứ nằm xuống ngủ là bị mơ lại bị quay trở về cái chung cư đó rồi cứ bị đi vòng 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 vòng. Rồi có những đêm bạn mơ thấy bạn đang ở chung cư đó nhưng bạn thấy là cái chung cư đó nó đẹp lắm nó khang trang giống như là nó mới được xây dựng lên vậy đó rồi bạn còn thấy người này sinh hoạt qua lại nói chuyện này nọ đồ rất là vui vẻ luôn giống như là họ cho bạn thấy lại cái thời đầu tiên khi mà cái chung cư này nó mới vừa khánh thành lên vậy đó mọi người ngày xưa cái chung cư này khi mà mới vừa khánh thành cũng tương đối là dữ dằn đó mọi người nha cũng tương đối là ghê gớm ở, ở ở ở sài gòn mình ngày xưa chứ không phải là là là, là giỡn đâu đó nên thành ra là còn còn chỉ đúng có một đêm là bạn nằm mơ thấy như vậy là nó đỡ sợ nhất thôi Tuy vậy nhưng vẫn còn sợ nha. Mình biết đây là cái chung cư mình gặp ma, mình bị nhốt, mình mình này nọ là rất là sợ. Nhưng mà những không bằng những giấc mơ kia, những cái giấc mơ kia là bạn bị nhốt ở đó rồi. Bạn nói là có một cái cô lúc thì cô gái, lúc thì cái người đàn ông này nọ rồi còn gặp lại cái bà già mà đi từ tầng trên đi xuống như vậy đứng xa 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 xa, xa dòm, dòm mà liếc như vậy nè nó ghê rồi mình còn nổi ra gà kiểu trong giấc mơ thôi nghe mà đứng mà giờ mà liếc 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 giống như là là trách mắng là tại sao ừ là tại sao mày đi vô đây làm gì mày làm phiền tụi tao mày nọ kiểu như vậy tụi tao đang yên ổn đây mày lên đây mày đi mày giỡn hết ồn ào làm phiền tao đó và mỗi lần bạn gặp cái giấc mơ như vậy thường á mình gặp cái cơn ác mộng đó mình sợ tột độ mình hư ừ, mình cái gì mình giật mình mình tỉnh dậy đúng không không đâu bạn mi là bạn nói mà cứ mỗi lần như vậy không cách nào mà thoát ra được phải tệ lắm phải bị nhốt trong đó là phải là cả tiếng một tiếng mấy đồng hồ cho bạn chìm đắm trong một cái nỗi sợ như vậy đó tới cái nỗi đó khi một nguyên một đám nghe như vậy rồi cũng hẹn gặp nhau như vậy đó là bà mi trong vòng một tuần lễ đây, gặp lại thôi nha xanh sao vàng giọt mà ánh mắt nó tiều tụy hai cái quần đen như hai con gấu trúc ở trên mắt như vậy chứng tỏ là nhiều đêm không ngủ nha mọi người nha tiều tụy mà đầu tóc bù xù luôn nói chung là nó rất là ghê gớm à, thì rồi đó cái lúc đó thì đương nhiên thì hai trường phái mình nói là có thể là bà này bị ám ảnh giống như bạn thành mình cũng nói như vậy nhưng riêng bản thân mình thì mình nghĩ chắc không phải ám ảnh nó chỉ là một phần thôi nếu như ám ảnh tối mình nằm ngủ mình mơ mình gặp Nhật giật mình mình tỉnh dậy liền đúng không còn cái này á, bị mơ rồi còn bị nhốt ở trong đó như vậy thì mình nghĩ không đơn thuần nó gọi là ám ảnh về vấn đề tâm lý không mà nó còn về vấn đề tâm linh nữa là mọi người em À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay cũng là câu chuyện cuối cùng của bạn Thanh. Sau cái lần đó thì nguyên một đám cũng còn chơi với nhau thêm một vạn thời gian nữa. Tới uh, năm 2015 bắt đầu là bạn mới uh, đi cùng với gia đình đi qua Mỹ mọi người ha. Rồi thì đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay khá là ghê, nói chung là những cái câu chuyện về chung cư này. Uh, trên mặt báo cũng có và những người kể chuyện ma giống như mình trên mạng những anh chị, cô chú khác đó thì cũng đã có kể rất là nhiều về căn chung cư này ha mọi người ha thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha thì cái câu chuyện thứ hai này á là do một bạn bạn tên là đặng tùng bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ mập của mình ha thì bạn tùng bạn có kể về một cái câu chuyện ngắn do mẹ của bạn gặp được ở trong một cái bệnh viện mắt tỉnh thì bạn lý do bạn xin giấu cái, cái 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 địa chỉ bệnh viện này đi thành ra là mình cũng cũng không có biết được cái tỉnh của bạn ở luôn nha thì chỉ nói nôm na là thời điểm đó là bà mẹ bạn có bị cái vấn đề về mắt nên thành ra là có đi khám đồ này nọ tất cả mọi thứ thì bác sĩ là có hẹn là, à một tuần nữa tới tái khám thì nếu có thể là à, tới tái khám xong là một tuần tiếp tiếp theo nữa đó thì bắt đầu là sẽ phải mổ mắt thì khi mà mổ mắt như vậy là sẽ phải ở lại trong bệnh viện á là à, 3 bốn ngày gì đó à, thì bác sĩ nói thêm như vậy nè thì nếu như mà có một cái thời gian nó dài như vậy hai tuần là một tuần là tới khám một tuần một nữa bắt đầu mới mới mổ á, thì có thể lúc đó thì nếu mà người nhà đó mà có điều kiện á, thì bỏ tiền ra để mà um, thuê những cái phòng kiểu như mướn những phòng dịch vụ ở á, thì nó ok hơn à để bác sĩ người ta nói như vậy tại vì đây là một cái bệnh viện nhà, nhà nước mọi người ha có dịch vụ như vậy đó nhưng mà rồi đó nó bị cái như vậy nè thì ở nhà cũng nghĩ lúc đó thì nhà bạn tùng bạn nó cũng không có điều kiện nhiều đâu nhưng mà thôi mẹ mình mà là trên hết cũng gom góp này nọ này nọ đó kia để mà đi mượn tiền để cho mẹ nằm phòng dịch vụ cho nó khỏe tới ba bốn ngày trong bệnh viện nó 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 khác ở ngoài đời dữ lắm nhưng mà rồi nó bị cái như vậy đúng một tuần lễ sau khi mà lên trên đó tái khám như vậy cũng hơn là do cái sức khỏe của mẹ tốt những cái tế bào của mẹ nó tốt nên nó làm cho con mắt của mẹ nó nó giống như là nó nó ok hơn nên bác sĩ mới lên bác sĩ mới nói trời ơi mừng quá thôi nếu mà nó cái tín hiệu mắt bạn vậy đó thôi đó, đó, chắc chiều nay mổ luôn đi chứ đợi thêm tuần lễ làm gì mổ càng sớm càng tốt thì người nhà lúc đó cũng mừng nói, trời ơi vậy là bác sĩ còn nói đó, trời vậy là mổ là cái ca mổ là rất là thành công tỷ lệ thành công cao lắm chín mươi mấy phần trăm lận tại vì những cái tế bào nọ nó tốt thì người nhà mới mừng quá ok rồi cũng đăng ký mổ nọ thì tới cái lúc á, mà đi đăng ký cái phòng dịch vụ á, thì lại hết phòng tại vì gấp quá người nhà nghĩ là thôi lên tái khám xong rồi mình đặt phòng cho tuần sau mình tới mình mổ cũng được đúng không mọi người hiểu ý mình ha đó nhưng mà bây giờ đụng cái mới vừa tới khám buổi sáng buổi chiều kêu mổ luôn thì đặt phòng dịch vụ đâu còn đâu mà bệnh viện mà gọi là bệnh viện tỉnh thì mọi người biết nè những cái người ở trong tỉnh người ta tới này nọ đồ một ngày không biết bao nhiêu ca mà nói nó đông dữ lắm đã nên bây giờ không có còn phòng dịch vụ nữa. Bắt đầu là mới ở, bắt đầu mới ở ghép này nọ đồ chung với người ta. Thì rồi, thì khi mà cũng mổ mà lúc đó là mẹ lúc đó là bạn nói là mổ cái bụng, cái mộng mộng mắt cái gì đó thì mình cũng không có rõ về vấn đề này nữa. Đấy. Thì à, khi mà mổ xong thì à, cái ngày đầu tiên á là mẹ không có mở mắt được, kiểu như là mở hí 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 như vậy nè vẫn thấy đường nhưng mà sinh hoạt này nọ mở được có khoảng chừng một phần ba mắt thôi thành ra là sinh hoạt nó rất là bất cập đó nên thành ra là người nhà phải cắt cử người vô coi đã bắt đầu tới cái ngày là là do là có cắt cử người vô coi nên không gặp chuyện gì tới cái ngày thứ hai thì bắt đầu mở được nửa con mắt nhưng mà vẫn còn sinh hoạt cũng tương đối là khó khăn vẫn có người vô canh nhưng tới cái ngày thứ ba là mở được hoàn toàn con mắt chỉ có một cái là giống như là mở không được lâu thôi mở được khoảng chừng uh, 30 giây 40 giây là phải nhắm lại chút tại vì nó bị rác đó nên thành ra cái lần thứ ba này bắt đầu mẹ mới nói tại vì mẹ cũng biết nhà đó có phải là giàu có gì đâu các cử người vô là phải mất chuyện làm phải nghỉ làm một ngày trong khi hả uh, đi làm ngày nhiều khi cũng trăm hai trăm ngàn cái bắt đầu mẹ mới nói thôi hôm nay tao mở được nguyên con mắt rồi Nghe chỉ có cái là mở không được lâu thôi thì cũng không có gì nên thôi người nhà nó mày nói với bạn Tùng mày với ba mày không cần lên nữa tới qua ngày hôm sau xuất viện về là lên lên rước tao về thôi ở nhà lo đi làm đi chứ nghĩ làm nhiều quá người ta đuổi luôn nên cái ngày thứ ba mẹ chỉ ở một mình thôi thì rồi đó nguyên một cái buổi sáng cái ngày thứ ba như vậy thì không biết cái ngày nói chung là cái chuyện tâm linh nó đến là nó nó từ nhiều cái sự trùng hợp xảy ra thứ nhất cái vụ mà à, là sáng khám chiều mổ là cũng là trùng hợp hết phòng dịch vụ cũng trùng hợp và tới cái ngày thứ ba này nó thêm cái là gì từ sáng 8 giờ sáng là trong phòng mẹ lúc đó là ở bốn năm người lẫn ngang. phòng mà phòng bình thường mà phải phòng dịch vụ đâu ở bốn năm người bốn năm giường rồi người thân này nọ được tính rồi. trước sau là phải là hơn chục người 8 giờ sáng xuất diện người 10 giờ sáng xuất diện người 11, 12 giờ xuất diện người xuất diện lát đát lát đát tới 4 giờ chiều còn có mình mẹ trong phòng nữa hả mà cái bệnh viện nó đông như vậy, người này ra mà nói là thiếu thiếu mà vừa hết bệnh là bác sĩ người ta đuổi về liền á, đúng không? Để cho bệnh nhân khác ta vô nữa mà không biết cái bữa đó làm sao á, lại thêm một sự trùng hợp nữa. Cái người này ra là cứ là đi luôn vậy đó là không có một người nào vô cho tới 4 giờ chiều ra viện hết. Còn có một mình mẹ ngồi thôi mà nói Ờ sao tự nhiên hôm nay tự nhiên <laughs> bệnh viện gì nó ế ngang xương trời. Sáng giờ không một người nào vô hết trơn đó. Và cho tới 7, 8 giờ tối luôn vẫn không một người nào vô. Nên mẹ đã xác định rồi thôi vậy tối nay ngủ một mình. Mà thời điểm đó nói về chuyện ma cỏ thì mẹ cũng không nghĩ nhiều đâu. Mình chỉ lo cho mắt của mình rồi. Mình lo cơm, áo, gạo, tiền. Tự nhiên không bị bệnh, ngang xương, tốn mớ tiền, tiếc quá. Chỉ vậy thôi chứ không có nghĩ ma cỏ nhiều đâu nhưng mà rồi tối hôm đó vẫn là, là coi như là mẹ ở mình đó nha không có người nào vô nha thì tối hôm đó mẹ nằm mẹ ngủ à, tới độ lúc đó mẹ không có nhớ tại vì lúc đó mẹ cũng tỉnh vậy mẹ cũng bấm bấm đồng hồ mẹ coi như mười hai mấy là mẹ có mắc tiểu à không còn ai với mẹ nữa mà thành ra là mẹ phải tự một mình bưng thôi là toilet nó kế bên à, bắt đầu xuống nhảy xuống nhảy xuống khỏi băng ca bắt đầu đi từ từ nha lúc đó trời nó cũng tối tối mà mẹ nói là trong đầu mẹ nói là, tính là bật đèn lên à nhưng mà thôi bây giờ còn phải đi tới chỗ bật đèn rồi bật cái đèn rồi đi vô toilet nó mệt quá à. thôi mình bật đúng cái đèn toilet là được rồi trời nó cũng cũng không có tới nỗi nào tối thì mẹ lọ mọ lọ mọ mẹ đi tới chỗ vách tường toilet mẹ bật cái đèn toilet lên mở cái cửa mẹ đi vô đó mẹ đi vệ sinh thì khi mà mẹ đóng cửa là lúc này là trong toilet nó sáng nhưng mà ở ngoài phòng là nó tối là khi mẹ ngồi mẹ đi vệ sinh ở đây bắt đầu là mẹ nghe ở ngoài phòng là nó lục đục lục đục rồi mẹ nghe cái tiếng phập 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 cái tiếng mà người ta phủi đồ hay đập gối này nọ rồi kiểu như là những cái người người ta dọn dẹp giường hay sao đó thì bắt đầu mẹ cũng nghĩ đơn giản thôi nữa. à là cái chuyện mà, mà, mà mà nửa đêm có người vô nhận phòng là nó bình thường đó rồi vậy thôi là chắc là có bệnh nhân này nọ đồ mới vô kiểu kiểu như vậy rồi để mình đi ra xong mình cũng khỏi thăm người ta kiểu kiểu như vậy thì mẹ đi xong này nọ rồi mẹ bắt đầu mẹ mới mở cửa thì mẹ vừa mở mẹ mẹ đinh ninh trong đầu là ngoài đó chắc cũng phải là một hai người ba bốn người tại vì bệnh nhân mà người ta mới vừa vô nhận phòng thì nọ đâu đó là thường là sẽ có bác sĩ tới đưa thuốc hay là tệ lắm cũng phải là điều dưỡng tới sắp xếp rồi còn chưa tính những cái người mà lao công dọn dẹp người ta kiểu như chảy mền chảy gói đập phục phục hồi nãy mẹ nghe mà rồi người bệnh nhân rồi thân nhân này nọ đồ đó là bốn năm người đúng không đó, thì khi mà mẹ mở cửa ra như vậy mẹ không thấy những cái người đó mà mẹ thấy chỉ có đúng một người. Cái người đó đó là họ đang quay lưng về phía mẹ. Họ đang làm cái gì mọi người? Họ đang dọn ở trên cái giường á. À, họ đang dọn trên cái giường của mẹ đang nằm là họ trải ra rồi họ trải gối này nọ đập phụp phụp phụp. Mặc cái bộ trên người á một cái bộ đồ của những cái người mà lao công à, là mặc cái quần màu xanh đen rồi một cái áo mà cũng màu, màu xanh dương như vậy nè đó còn đội một cái 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 nón lên nữa nha à, là thấy là nó đứng mà cũng thấp 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 thôi chứ không có cao lắm mà đang đứng quay lưng về phía mẹ đang dọn như vậy thì mẹ mới đứng trên toilet thì bắt đầu là mẹ mới nghĩ trong đầu nó ủa gì kỳ dữ vậy ta mình còn nằm ở đây đâu phải là mình trả phòng mình về đâu mà dọn dẹp vậy chi biết là từ có thể là họ tốt họ dọn giùm mình nhưng mà mình làm gì thì cái chung chỗ mình đang nằm mà mọi người túi sách có mình ơn mẹ túi sách túi nẻo này nọ điện thoại mẹ để vòng vòng ở nó hết trơn rồi vô dọn dẹp phải nói mình tiếng chứ lỡ mất đồ mất đạt làm sao à thì ngay cái lúc này nó nha bắt đầu đó, là mẹ mới quay qua mẹ tắt cái đèn toilet đi à tại vì kiểu như tính mẹ cũng tiết kiệm mà mẹ tắt cái đèn toilet đi mẹ vừa tắt cái đèn toilet xong thì coi như là căn phòng nó chìm vào trong một cái bóng tối chứ không phải là kiểu như tối thui nha là vẫn còn thấy được mờ mờ cái người đó họ đang đứng dọn dẹp như vậy thì bắt đầu mẹ mới lên tiếng mẹ nói như vậy nè này chị ơi tôi nằm tới mơi tôi mới trả phòng lẫn Chị dọn chi sớm dữ vậy mà sao trời ơi chị dọn chị không nói tôi Có mình ơn tôi ở trong này đâu có người thân nhà nhỏ đâu đâu Thì như mẹ cũng muốn nói khéo khéo chứ mẹ cũng không nói muốn nói trước mặt Nói thẳng thừng ra quá mất công Thì mẹ vừa lên tiếng như vậy cái người đó họ cũng không có trả lời luôn Mà giống như là họ đang bực cái gì đó Bắt đầu là họ dở nguyên cái băng ca luôn Bộ biết không cái băng ca nó rất là nhẹ nè à, cái băng ca nó nhẹ hửng nè à. nó chừng phải chừng ký hay ký lô bắt đầu là mẹ vừa nói xong giống như là họ hàng học vậy đó họ dở băng ca họ đập đi nè họ đập họ đập kinh 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 họ làm họ giống như dằn mâm sắn chén vậy đó họ làm canh 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 như vậy nè bắt đầu họ mới quay qua bên trái quay nửa người qua bên trái như vậy là họ mới đi thẳng ra ngoài cửa luôn thì khi mà họ quay nửa cái người qua bên trái như vậy đương nhiên là mẹ sẽ thấy được nửa cái bên bên trái mặt của họ một cái vẻ mặt rất là giận dữ giống là tức giận vậy đó thì chắc mẹ nghĩ trong đầu nói trời ơi mình nói cũng khéo lắm rồi mà chắc nhiều khi người ta cũng tại vì phận mẹ thì mẹ cũng làm công nhân mẹ cũng bươn chạy mẹ biết cũng tuổi phận rồi cũng hay giống như là 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 nhạy cảm với cái vấn đề mà à, kiểu như đổ, thừa ăn cắp ăn trộm rồi đó nên trời ơi không biết mình nói không khéo thôi chắc người ta nghĩ như vậy đó à, thì cũng tính xin lỗi nó không có chị ơi tôi nói vậy thôi đâu ý gì đâu chưa có kịp nói hết trơn em thì bắt đầu mẹ đi tới gần chứ sẽ bắt đầu mẹ thấy họ đi mà cái tướng họ đi nó rất là kỳ họ đi không có nhanh nha quay bây giờ họ đi chậm 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 như vậy mà đi giống mình vậy nọ là đi một cái vai thẳng băng đi cái người ta đi bộ mà phải kiểu như nhúng lên nhúng xuống hay là sao tay chân phải quơ tới quơ lui hay sao còn cái này họ đi mà hai cái tay họ chấp xuống như vậy mà họ đi một cái cách nó thẳng băng mà đều rang như vậy nè Mẹ thấy nó kỳ kỳ rồi không có không có người ta nào mà đi kiểu như vậy hết trơn á. Mẹ mới dòm thử xuống cái chân rồi xong chính xác như những gì mà mẹ sợ luôn. Cái chân hỏng mặt đất cả gan tay mọi người. Cái chân hỏng mặt đất một gan tay họ đang lướt đi mà cái mặt vẫn còn rất là giận dữ nha. Lướt bên quẹo bên trái lướt ra tới cửa xong quẹo phải lướt đi như vậy nè. Không hề nghe tiếng bước chân gì hết trơn. Trời mẹ nói là mẹ muốn quỵ tại chỗ luôn Tại vì trước sau gì thì mẹ cũng còn, vẫn còn đang đứng trước cửa toilet Mẹ mới vừa tắt cái đèn là, 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 là mẹ, mẹ, người ta làm Mẹ nói một hai câu là người ta dậy liền Mẹ chưa có bước đi bước nào hết Đã rồi mẹ nói là từ lúc đó nghe mẹ nói là Bụng rủng tay chân Bụng rủng tay chân hết trơn rồi Mà từ chỗ toilet tới cái chỗ cái giường đó, Từng khoảng chừng 3-4 mét thôi mà nó mà đi không nổi luôn Lết không nổi ráng Mà bây giờ nếu mà xỉu một cái đạp xuống đây thì ai cứu trong cái phòng nó không có một ai hết trơn mà y tá điều dưỡng thì tao bên phòng trực cách đó cũng xa đã trời mới nói là mẹ mày mày cố gắng mẹ gượng 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 vịn tay vô bức tường nha mọi người nha đầu tiên bắt đầu là chưa có lại giường liền bắt đầu lại nhân cái cơ hội mà đang gần cái công tắc đèn đó là mở cái đèn phòng lên sáng trưng hết trơn luôn đó bắt đầu là mẹ mới bò từ 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 lại bắt đầu tới trên giường mẹ mẹ leo lên trên cái băng ca đó rồi đó mẹ nằm trên đó mẹ thở mà lên trên cái băng ca đó rồi nha mọi người kiểu như là mẹ cứ tưởng đâu cái chuyện đó là do mình mới vừa mẫu mắt thì mình à chắc mắt mờ hay sao sao bla bla kiểu như vậy nhưng khi mà mẹ tới được cái băng ca mẹ biết cái chuyện đó nó có hoàn toàn có thật bởi vì gối này ngang mờ này nọ rồi còn rất rất là ngăn nắp luôn hồi nãy khi mày nằm trên giường mẹ đắp mền mà mắt tiểu đó, mình quăng đại cái mền ra mình đi tiểu xong mình lên mình đắp tiếp mà bây giờ cái mờ nó được gấp một cái cách mà nó vuông vức nó đang để phía phía dưới cái gối như vậy luôn nè à. nó dung lại như một cái giường bệnh mới mà khi mà bệnh nhân mới vừa nhận phòng đó. rồi mới nói mẹ nằm mẹ rúng mẹ sợ như vậy nè nghe thì chút phía khoảng chừng 5 phút sau thì có một cái người điều dưỡng này là người chứ người ta chứ mẹ ma thì mới tới cái cô đó cũng nói trời ơi chị ơi sao phòng chị ở có một mình chị mà sao chị mở cái đèn vậy vậy tốn điện ý người ta nói là tốn điện kiểu như vậy tại vì thường là uh, ban đêm mà trừ ngoại trừ uống thuốc hay cái gì thì mở đèn thôi còn không là phải tắt đèn để ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác rồi một phần tiêu chí tiết kiệm nữa thì cái người họ bắt đầu họ mới vừa tính giới cái tay họ tắt cái đèn đi à thì bắt đầu mẹ nói thôi đừng có tắt tôi mới gặp ma đây nè tắt đèn tắt đèn nó hiện ra nữa làm sao đó là mẹ mẹ đang sợ mẹ nạt thẳng luôn không con người mẹ thì mẹ hay sợ người ta bất lòng nhưng mà ngay khúc đó là sợ lắm rồi thành ra là vừa tính tắt oh, đừng tắt đừng tắt nó hiện ra nước sao nó hiện ở nước sao đã để nói ma ma nọ đồ đó, là cái bà điều dưỡng khi mà bác nghe như vậy nha mọi người biết không thường đó là điều dưỡng là trên cơ bệnh nhân đúng không bệnh nhân là điều dưỡng nói gì nghe đó ngang cự một cái là điều dưỡng có nhiều người người ta hung dữ <laughs> người ta cự lại luôn tôi vừa nói phải nghe nè vậy đó mà mẹ vừa nói cái bà điều dưỡng cái mặt tái mét không có tắt đèn quay đi một nước một luôn không có trả lời trả vốn mẹ mà không cự lời một tiếng nào không trả lời một câu vừa nghe mẹ nói như vậy là đùng cái tay lại liền đục cái tay lại là quay lưng là đi một nước một luôn có nghĩa là sao có nghĩa là họ đã biết được cái câu chuyện đó rồi à nguyên một đêm lúc đó là mẹ nói thì, thì mẹ thì câu chuyện mới xảy ra gần đây thôi thì cũng đã biết xài những cái điện thoại ok rồi cũng uh, uh, smartphone rồi mở kinh chú này nọ đồ, đồ nằm niệm kinh không chứ không có dám ngủ luôn cho tới sáng hôm sau mọi người biết á mổ mắt như vậy mà thức khuya nó rất là hại cho tới sáng hôm sau mặc dù là vô cũng thăm khám nhẹ nhàng rồi thì nói chung là bác sĩ ta cũng la nói, trời đất ơi thôi nôn nao cái gì rồi trước sau gì thì hôm nay cũng về tối qua bộ nôn về nhà thăm thăm con thăm cháu thăm chồng hay gì mà bộ nguyên đêm không ngủ hay sao mà mắt nó hơi sưng sưng rồi nè đó nhưng mà gặp bác sĩ thì không có dám nói à gặp chỉ như, lúc đó cũng đỡ sợ rồi trời sáng rồi dạ 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 mà mà tôi về được chưa bác sĩ nó ừ thì về về được thì tôi chỉ la cái vụ mà sao thức khuya chứ cho cái bọng mắt này bọng mắt nó sưng sưng thôi thôi mà về đi thôi kể đó tôi 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 kê thêm miếng thuốc đó là, là là về được rồi à rồi thì bắt đầu là bắt đầu ba với lại bạn tùng rồi nó mới lên mới lấy thuốc và đưa về thì khi mà đưa về như vậy lúc đó là vô tình có đi ngang bên cái phòng trực của bên điều dưỡng đó là cái lúc đó mẹ cũng dòm dòm cho mẹ thấy là nguyên một cái nhóm điều dưỡng họ đang Tụng năm tụng bảy họ không phải là họ nói xấu mẹ đâu mà họ nói giống như à bà này tối hôm ba mới gặp á bà đó trời ơi bà gặp rồi kìa bà ở kiểu kiểu như vậy đó à thì khi mà mẹ đi á mẹ mẹ đi thêm dài bước nữa bắt đầu là mẹ mới dịnh đính đính là đi luôn ra tới cầu thang đi xuống luôn nhưng mà mẹ mẹ mới dịnh bạn tùng với ba lại đứng kiểu như đứng nép bên bên nghe lén thử coi cái người đó họ nói cái gì thì đứng nó nó kê cái lỗ tai vô nghe được là cái nhóm điều dưỡng nó nói trời ơi tối hôm qua bà gặp uh, dì tám lao công đó đó bảo đảm luôn trời ơi dì tám lao công lúc mà uh, lo trong đó rồi không uh, biết uh, nước nôi sao đi trơn trật là uh, té chết trong căn phòng đó, đó là ngay chân chỗ cái giường của bà luôn đó là kiểu kiểu như vậy đó thì khi mẹ nghe tới đó thì mẹ cũng đã biết rồi Cái lý do tại sao là họ lại tức giận như vậy à, Không phải họ tức giận bởi vì cái lời nói của mẹ Mà họ tức giận giống như là giống như họ chết quang vậy đó tưởng tượng mọi người tưởng tượng là cái cô dị tám đó cô tới rồi, rồi bắt đầu là cô đang dọn giường rồi nước nôi làm sao thì cũng có thể là uh, không có gần toilet mà thành ra là có thể là do bệnh nhân hay thân nhân để làm đổ nước đó thì bắt đầu là bởi giữa đó bà đang dọn dẹp bà trơn trượt bà té cái bà đập đầu cái bà chết chết tại chỗ cái giường bệnh nó luôn là chết ngay chỗ cái, cái chân của cái băng ca luôn thì có phải là coi như là chết quang chết ức mà chết tức chết tử như vậy đó nên thành ra là kiểu như là khi mà cô dì tám nó cổ hiện về đó nghe bắt đầu là cổ cũng đang đứng dọn dẹp cổ cũng cũng tái hiện lại là trước khi cổ mất trong thường thường là như vậy nha những cái vong hồn khi mà họ hiện về họ sẽ tái diễn lại năm mười giây hoặc là một uh, hai tiếng đồng hồ trước khi họ mất đó là đang đứng dọn dẹp dọn dẹp như vậy xong bắt đầu trùng hợp sao mẹ đứng mẹ nói thì bắt đầu họ mới dần mâm sáng chén họ họ giận dữ họ đi ra như vậy à giống như là kiểu như họ cũng tức tử như vậy mà đó thì khi mà biết như vậy rồi bắt đầu là mẹ mới nói thôi để kêu ba với lại bạn tùng đó bắt đầu là mới dẫn về kiếm cái, cái chỗ thấp nhang trong bệnh viện bất kỳ một cái bệnh viện nào cũng sẽ có một cái chỗ mẹ quan âm cũng có hay là những cái chỗ nào đó để mà thấp nhang thì tới đó bắt đầu là thấp nhang ngay đó nhưng mà trong lòng thì lại khấn về cái người vị tám đó không biết tên biết tuổi tên thật là cái gì nhưng mà thôi nghe cái cái đam cái 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 cái, cái 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 mấy cái người mà điều dưỡng nói dị tám dị tám đó thì giờ mình cũng trong lòng mình cũng khấn dị tám đó ừ dị tám ơi rồi tối qua tôi cũng thấy cô dạng gì dạng vậy, vậy, vậy. đó tôi cũng không biết thành ra tôi không có à, trách gì cô đâu nghe thôi cô sớm mà mau và đầu thai siêu thoát kiểu kiểu như vậy thôi rồi thắp cây nhang bắt đầu là mới lên xe bắt đầu là mới đi về ha mọi người ha à rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay à, nói về cái cái việc mà một cái câu chuyện ngắn thôi là trong bệnh viện mắt mà gặp một cái hiện tượng ma như vậy nó cũng khá là ghê nhưng mà rất là tội nghiệp cho cái vong hồn của cái người dì uh, tám luôn nha mọi người ha thôi rồi đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha thì rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay Thì à, câu chuyện cuối cùng này á, là do một chị, chị này chị tên là Lê Huyền Trang ha Là chị đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma phú mộc của mình Thì chị nói á, là hiện tại bây giờ chị đang sinh sống ở Sài Gòn, ở ở thành Ph. phố Hồ Chí Minh Nhưng mà quê của chị á, là ở dưới Nghệ An Thì chị nói là cái câu chuyện này nó xảy ra dưới Nghệ An Lúc đó thì chị cũng không có không có biết nữa Lúc đó thì chị chỉ về, về quê chơi thì chị có nghe kể lại Khi mà chị về quê chơi thì câu chuyện nó đã xảy ra được một tháng mấy rồi nói về uh, con của một cái người uh, hàng xóm của chị một cái đứa bé đó năm đó nó khoảng chừng năm uh, sáu tuổi thôi uh, thì uh, chị nói uh, cái lúc đó uh, là ở dưới nghệ an của chị nó cũng giống như là những, ở dưới những cái miền quê vậy nha mọi người nha và gần gần nghệ an của chị là nó có những cái con suối này nọ rồi nó rất là đẹp luôn à thì cái con suối đó nó ở trong, ở trong xóm của chị gọi cái đường đó là cái đường tắt À, ví dụ như muốn đi từ đại sớm này qua sớm kia thì thay vì mình đi đường lộ bên ngoài thì nó khoảng chừng ba bốn cây số thì nếu mà đi vô trong con suối nó đi khoảng chừng hơn cây số là tới rồi nhưng mà phải băng ngang rừng rồi đi ngang suối về những cái vấn đề mà ma cỏ trong con suối đó thì chị nói là chị sống ở nghệ an từ nhỏ đến lớn thì chị vẫn không có nghe mà bản thân chị từ nhỏ cũng ra ngoài đó tắm suối chung với bạn bè cũng không có gì cả À, nhưng mà chỉ có một cái như vậy nè vào những cái thời điểm mà trời mưa mà mưa lớn á là không có được quyền đi vô đó bởi vì khi mà mưa lớn con suối nó đổ rất là mạnh như vậy á là khi mình nhìn á là không biết chỗ nào là đất chỗ nào là suối luôn có nghĩa là suối nó tràn lên trên bờ luôn và rất là khó đi luôn chỉ có những người mà có kinh nghiệm thì mới đi thôi nha mà người lớn còn không dám đi đó thì rồi cái uh cái đứa nhỏ con của ông hàng xóm này cái hôm đó nó là trời cũng mưa lất phất lất phất thì nó không biết nó đi đâu chơi với một vài người nữa và trong đó là có người lớn luôn có một cái bài gì kia cũng lớn cũng ba mấy bốn mươi tuổi rồi đi cũng ba bốn người như vậy đó thì không biết đi đâu bên xóm trên á thì bắt đầu là gặp mưa bắt đầu mới đi chuẩn bị đi về rồi đi kiểu như đi đi bộ tàn tàn chứ không có được đi xe nữa thì bắt đầu cái nhóm người lớn này mới nói thôi bây giờ mà đi mà ba bốn cây số đi bộ mà trời mưa kiểu này đó là về đến nhà là cỡ nào cỡ cũng bệnh mà còn công ăn chuyện làm tùm lum tùm la đó nên thôi bây giờ là sẽ quyết định là sẽ đi đường tắt đi tại vì đi vô rừng như vậy thì có cây cối nó che nó che đầu nọ đồ thì mưa nó cũng không có bao nhiêu thời điểm đó là mưa nó mới vừa lất phất lất phất thôi mưa kiểu như mưa phùng thôi đã mà nó gần hơn nữa thì đôi mình đã bắt đầu quyết định là đi nhưng mà càng đi vô trong đó nó mới vừa đi được chừng hai ba trăm mét thôi mưa nó càng ngày nó càng lớn càng lớn càng lớn cho tới khi mà lúc đó là buổi tối nữa mọi người lúc đó bảy tám giờ tối nữa đã thì đi vô tới được gần con suối nó bắt đầu là mưa nó giống như là từ mưa nhỏ nó chuyển thành dông bão luôn rồi đã mà tới lúc đó là không còn đường quay trở ra nữa là coi như là giống như là lỡ nửa đường rồi còn có mấy trăm mét nữa về đến nhà kiểu như vậy đó À thì khi mà tới con suối là bắt đầu thấy suối là nước nó chảy rất là xiết nữa nha bây giờ đứng ở giữa một cái lựa chọn đi. Ở đây chỉ cần ráng vượt qua con suối. Đi bộ chừng 50 phút rồi tới nhà. Còn không bây giờ sợ. Quay ngược trở lại đi đường ngoài là đi thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà. Một cái sự lựa chọn nó rất là khó khăn. Đã nên thành ra nguyên cái nhóm người lớn đó thôi. Để bây giờ nó đi đi. Đi qua bên bên suối kiểu như vậy đi thì cái lúc mà nghe kể lại đó thì cũng chỉ kể tóm tắt là ờ à, không biết đi rồi chật dột sao 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 đó là cái đứa nhỏ nó mới bị cái nước suối nó cuốn đi à cái nước suối nó cuốn đi như vậy bắt đầu ở đây mới tá quả người lớn sống hết trơn chết của mình đứa nhỏ thôi À, rồi bắt đầu người lớn tá quả đồ chạy về la rồi hê lên này nọ đồ ở đây trong xóm những người mà người ta hay đi suối những người mà đành chuyện này nọ đồ nghe đó là mới lấy đàn pin cặp đầu nọ đông dữ lắm mấy chục người luôn năm sáu chục người nguyên một sớm mà bắt đầu mới chạy ra coi như là còn còn nước còn tát kiếm nguyên một cái đêm hôm đó đó cũng không có thấy xác đâu thành ra bắt đầu là kiếm cách đó năm bảy cây số luôn nha đi từ thượng nguồn đi xuống hạ nguồn này nọ luôn kiếm cũng không thấy thì những cái người mà người ta rành người ta mới nói như vậy nè thôi Kiểu này thôi chắc nhiều khi nó trôi ra ngoài sông, ngoài biển luôn cũng không chừng. Tại vì tối hôm qua dông bão mà nước nó cuốn dữ lắm. Nước nó xiết kiểu này mà trời ơi thằng nhỏ năm đó nó mới có 6-7 tuổi, Năm 6 tuổi đó mà. Ôm tông, ôm teo vậy nước suối nó cuốn đi thì biết đường đâu mà kiếm. Trời ơi gia đình bên hàng xóm tôi nói với mọi người nghe. Con mình bị vậy là khóc và xỉu lên, xỉu xuống luôn mọi người. Kiếm tới ngày thứ ba luôn rồi mà vẫn không thấy đâu hết trơn. Thì rồi lúc này bắt đầu á là những người đó, những người kiểu như hàng xóm láng giềng người ta mới nói với cái ông đó thôi bây giờ đó mình kiểu như là con cái mình bị vậy rồi thì mình phải đi vái tứ phương. Bây giờ mình kiếm về cái đường khoa học đó, ờ ừ, mình kêu người này người kia đi kiếm hoài người ta nói vậy rồi. Không mấy thôi bây giờ mình nhờ bên phía tâm linh đi thử coi làm sao. Người nhà của đứa nhỏ này lúc đó không phải là không tin vào tâm linh Mà là bởi vì trong lúc quẩn trí mọi người Con cái mình nó bị như vậy không ai đời Mà nghĩ đến thì chỉ là kiếm xác này nọ thôi Chứ nghĩ chết chắc rồi Chứ cũng không có tâm linh tâm lý gì nữa hết trơn á à, Nhưng mà thôi thì những người trong sớm người ta nói quá đi Bắt đầu là mới nhờ đến một cái một cái anh đó Anh này thì ảnh khá là yếu vía Ảnh là coi như là gặp ma đó là thường xuyên ở trong sớm khá là nổi tiếng luôn không có nhờ thầy bà đứng ra cho nha chỉ kêu cái anh đó đi ra ngoài đó ngồi trên ghế như vậy rồi bắt đầu ba mẹ đứng cúng nè kiểu như đứng cúng đứng khấn ngờ đứng lúc đó trời cũng khoảng chừng bốn năm giờ chiều lúc đó thì không có đông người lúc đó khoảng chừng đổ khoảng chừng 10 người đổ lại thôi là tại vì nguyên một sớm người ta đi kiếm mấy ngày nay người ta nản rồi nó kiếm không thấy người ta quay về người ta làm công việc của người ta nữa chứ dụ kiếm có thấy đâu mà kiếm hoài không lẽ bỏ công ăn chuyện làm đúng không đó nên lúc đó là còn chỉ có hơn 10 người thì đòi đứng cúng kiến như vậy ba mẹ đứng cúng cũng nói ờ à, nói tên tuổi này nọ đứa nhỏ đó, ờ ừ, con có linh thiêng này nọ đồ thì con à, à, sao con về đây con chỉ chỗ cho ba mẹ lấy xác con lên để mà à, xây mộ cất nhà này nọ đồ cho con con có nơi yên ấm con ở chứ để đồ lạnh lẽo thì đang đứng nói chúa kịp cắm cây nhang xuống nha mọi người nha cái ông đâu ông ngồi tất cả mọi người đều đứng chỉ có một mình ông đó đem cái ghế mũ theo cho ông ngồi ngay cái bên bờ suối này ông ngồi ông ngồi hướng mặt hướng ra bờ suối như vậy nè đã là đang đứng cầm cây nhang là bắt đầu khấn khấn nói vòng 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 chưa kịp cắm cây nhang là hết bắt đầu ông này ông đó ông ngồi ông rùng mình ông rùng mình như vậy nè ông kêu <laughs> lạnh 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 lắm ngay thời điểm lúc đó những cái người đó cũng không có nghĩ là ông này ông bị nhập rồi nữa mà chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ ở đây ai cũng đứng đi vòng 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 ra mồ hôi nó nực Còn ông này chúng bắt ghế ngồi kế bên bờ suối như vậy thì hỏi sao không lạnh Kiểu như nước suối lạnh rồi gió thổi hơi lạnh lên người mà sao không lạnh đã bắt đầu quay quay quay, quay lại kêu ai có mặc áo gió đồ cởi áo gió ra đây khoác cho nó kia nó lạnh đó kìa trời ơi nó lạnh là chưa kịp nhỏ chưa kịp về nhập thôi nó xỉu ngang cái thấy mẹ nữa đã thì cũng cầm cái áo lại lúc đó một cái người nào đó khác á cầm một cái áo lại tính khoác lên trên vai vừa mới tới gần cái người đó họ mới quay cái đầu qua quay cái đầu qua nhìn thẳng như cái hướng cái người mẹ cái người mẹ đang cầm nhang đi vòng vòng cắm cắm xuống như vậy nè mọi người bắt đầu mẹ mẹ đó quay lại kêu mà kêu lớn lớn mẹ mẹ con về nè mẹ trời ơi nói cái câu đó xong nha. những người ở đó ta đứng nhang rớt nước mắt hết luôn mọi người sợ rất sợ luôn nha một trời mọi người thử mọi người từng cái chứng kiến mà cái đứng kế bên cái người mà bị nhập mọi người ai mà tinh thần không ổn định là rất là sợ luôn nhưng mà vừa sợ mà lại vừa thương như vậy à thì đó bắt đầu là mẹ mới chạy lại gần người nói là con con kiểu kiểu như vậy đó nhưng mà cái đứa nhỏ đó, nó kiểu như nó nhập vô cái sắc vòng đó nó, nó mới nó mới đưa tay đẩy ra như này thôi mẹ đừng tới gần con mẹ nặng lắm mẹ tới gần con con nhức đầu lắm con nhức đầu lắm đó là mới nói như vậy nha bắt đầu là tự động đứng lên luôn tự động đứng lên bắt đầu mới đi lại đi vô dưới con suối nè tới một cái chủng là một cái chủng rất là sâu à, tại vì người dân ở đó thì những người rành người ta biết cái nghe đó là một cái chủng nó sâu xuống như vậy nè đó thì bắt đầu là đi ra tới đó lúc đó còn giữ còn khoác áo khoác trên trên vai như vậy nè đi tới đó bắt đầu là mới chỉ xuống đứng nối tỉnh bơ mới chỉ xuống mà không có nghĩ là một cái đứa nhỏ là một người nha kiểu như là từ cái thái độ từ cái lời nói rất là chững chạc nhưng mà cái giọng nói á cái kiểu nói nó chững chạc nhưng mà cái giọng nói thì con nít mà cái mẹ 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 kiểu như là nó hơi é é é é chút xíu mọi người ha đứng ở dưới đó bắt đầu là mới chỉ nhìn về cái nhóm người đang đứng ở trên bờ suối bắt đầu đứng mới chỉ xuống con ở dưới đây nè mẹ con ở dưới đây nè mẹ mà khoan đi không có lép con lên được đâu mẹ mẹ về á mẹ thấp nhang củ quyền xong rồi mẹ ra đây mẹ làm bàn cúng cho mấy người dưới đây người ta mới thả con ra được nha mẹ là ngày mơi con nổi lên nè ngày mơi con nổi lên nè là con kẹt ngay chỗ này nè ngày mai con lên là con kẹt ngay cục đá chỗ này nè mẹ đem về mẹ cất cái mộ đẹp đẹp cho con nha mẹ đó là đứng nói một hơi một tràng mà không có nghĩ là một cái đứa 6 tuổi nó mất mà nó nói một cái cách nó rành rọt như vậy giống như là có một cái người nào đó chỉ cho nó nói gì đó mọi người hiểu ý mình không kiểu như là chỉ là à bây giờ mày nhập lên rồi mày phải nói với gia đình vậy, vậy 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 đó kiểu như vậy đó giống như có ai chỉ dẫn nó nói gì đó là vừa nói xong đến đó là cái ông đó ông ngã ngang dưới suối luôn á đang đứng nó không có kịp đi lên mà xuất ở đâu là vừa nói xong như vậy đó nha là ngã ngang sẽ té một cái đạch dưới suối như vậy vậy nè thiếu điều suối muốn cuốn đi luôn mà người dân ở đây thú hụ dưới đó rồi nó xuất rồi nó xuất rồi xuống lôi kia lên để suối cuốn đi nó lôi lên lúc đó là còn rớt cái áo còn nhớ là rớt cái áo khoác suối nó cuốn đi là bỏ luôn chứ lấy gì mới vớt ông đó lên đã rồi chút xíu sau ông tỉnh dậy thì ông cũng không có nhớ cái gì Thôi đứa nhỏ nó về nói như vậy rồi Tức tốc về nhà cúng ở trên bàn thờ của quyền một mâm Đó rồi bắt đầu là cũng ra đây Bắt đầu cũng cúng một cái mâm Cũng tương đối là lớn ngoài cái bờ suối như vậy Là để nguyên đêm cắm cây nhang xong là bỏ đi về À tại vì những người lớn người ta Mặc dù là đứa nhỏ nó về nó không có nói chi tiết đó Nhưng mà những người người ta tin vào tâm linh đó Người ta nói thôi Cái này không phải là cúng chùa cúng miếu Mà cúng xong đứng mà đợi sinh lộc đem về nhậu nhẹt mặc dù là nhìn rất là tiếc tại vì trời hả dịch quay heo quay gà quay nguyên con nguyên con không bánh bao rồi này nọ đồ nhìn thèm thấy nó bụng <laughs> nhắc tới đó bụng đó. Đã, nhưng mà không có được đứng ở à, đợi thôi tàn nhang thôi chắc dông dí ăn xong mình đem về mình nhổng cắt để cái bàn ở đó cắm cây nhang xong là quay đầu đi về không có để không có làm đi về muốn ăn á ăn đó, bàn thờ của quyện nhà hồi chiều cúng đó, ăn ngoài đó thì ăn đi chứ còn ở đây là không có được đụng tới rồi kéo nhau mới đi về hết tới sáng hôm sau bắt đầu là cũng cắt cử người ra không có dám tới gần mà chúng ta tới sáng hôm sau mới cắt người cắt cử người tới coi thì khi mà tới coi đúng thiệt mọi người sát nhỏ nổi lên mọi người à nhưng mà còn y nguyên nha mọi người nha cái còn y nguyên đây á không có phải là do tâm linh đâu cái còn y nguyên đây á thì cái này là khoa học thôi nếu như mà có một ai đó người ta mất ở dưới suối đó cái cái này là trong cái tập truyện mà vũ mập gặp ma mình đã từng nói rồi thì khi mà cái cái nước suối mọi người biết cái, cái nước từ ở trên thượng nguồn nó chảy xuống nó lạnh lắm nó lạnh y như nước đá mọi người vậy đó đó thì nước đá kiểu như ướp xác mọi người thì cái kiểu như là trời càng lạnh thì cái xác sẽ bảo quản càng tốt qua kiểu như là nó sẽ uh, lâu phân hủy hơn là bình thường đúng không lâu phân hủy hơn là mất ở dưới sông dưới suối nó khác còn sông nó khác nên khi mà đứa nhỏ nó khi mà người ta phát hiện đúng thật sự luôn là nó kẹt ngay đúng chỗ cái tảng đá mà nó nói như vậy à và lúc đó thì đương nhiên là đã mất rồi xanh sao này nọ rồi nhưng mà chưa có bị phân hủy gì hết à trên người chỉ là những cái vết vết trầy do là kiểu như bị suối cuốn đi đó mọi người nha vết trầy vết cắt đồ này nọ đồ trên người thôi chứ còn yên nguyên hết như vậy trời ơi cái lúc đó đó thì mình nói cái tâm trạng của người ba người mẹ thì thật sự là không biết là cái nên là vui buồn lẫn lộn hạnh phúc này nọ đồ và đau buồn nó lẫn lộn hạnh phúc là mình nói sao tự nhiên con chết hạnh phúc tại vì con chết bây giờ ba ngày trời tưởng đâu không chết mà chết mất xác luôn nó đau buồn cỡ nào mà bây giờ kiếm được xác mà con mình nó hiện lên như vậy là linh thiêng nữa Đó, phải trời phật phù hộ dữ lắm này nọ đồ phải giữ dằn lắm mới mới là mới hiện lên như vậy được nha mọi người nha chứ không phải đơn giản đâu nha đã rồi bắt đầu thấy được xác thì hạnh phúc nhưng hạnh phúc cái gì trong khi con mình bây giờ kiếm được xác thì nó cũng đã chết chứ nó có sống gì đâu đó nên cái tâm lý tôi nói là cười mà cười ra nước mắt à, mà khóc mà khóc lên cái nụ cười luôn nó cảm giác nó rất là khó chịu như vậy rồi thì cũng đem xác lên đồ này nọ tất cả mọi thứ bắt đầu là cũng đem về làm đám tang và thêm một cái phần nữa là ngay chỗ cái bàn cúng đó nha mọi người nha đồ ăn là nó thiêu hết ráo luôn nó thiêu nó thối ình hết trơn luôn nha mọi người nha mà những cái món những cái món đồ cúng mọi người mình nói ngoại trừ là cháo đi thì nó mau thiêu đi gà quay vịt quay rồi ba cái bánh bao nọ mình biết đó. cúng mình để dụ như là con gà luộc hay con gà quay rồi mọi người mình để hai ngày mặc dù là ăn nó không được ngon đấy, nhưng mà thiêu không có tới đổi thiêu còn nhất là heo quay rồi heo quay mình để qua bữa sau mình đem còn đi kho cải chua mình ăn ầm ầm đúng không vậy mà ra ngoài đó là nó thối thôi nó, nó, nó kiểu như là nó nó lên móc lên men hết trơn luôn là biết là những cái người ở dưới đó người ta đã hưởng người ta đã hưởng cái bàn cúng đó rồi thì người ta mới thả đứa nhỏ ra thì đứa nhỏ nó mới nổi lên như vậy trời ơi nó linh thiêng tới cỡ như vậy nha mọi người nha. à rồi thì cũng uh, bắt đầu cũng về cũng bắt đầu làm đám tang rồi đám tang đông dữ lắm một cái đám tang của một cái đứa nhỏ ất ơ nào đó trong xóm thôi mọi người đã từng thấy có bao giờ thấy cái đám tang mình dụ như người ta sống mà là có à, có ơn có nghĩa với hàng xóm này nó có tình làng nghĩa sớm mới tới đông hay là nhân vật nổi tiếng nó mới tới đông còn chỉ là một cái thằng nhỏ năm đó mới năm sáu tuổi thôi mà nguyên một sớm nó là hàng trăm người ta tới người ta kiểu như là chia buồn này nọ đồ tất cả mọi thứ mà người ta cũng vừa một phần là cũng cũng hiếu kỳ nữa nha mọi người nha à rồi thì cái này mình nói ngoài lề chút xíu thôi không biết có phải là 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 kiểu giống như là đứa nhỏ nó muốn báo hiếu cho gia đình hay không nhờ cái 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 chuyện như vậy người ta tới đương nhiên mà đi đám ma không ai mà đi mình không tới trên mọi người tới thì cũng ít ít á, thì cũng phúng điếu một trăm hai trăm những người nào người ta có tiền người ta thương xót thì cũng năm trăm triệu đúng không cái này mình không có nói với phần tiền bạc gì nhưng sau cái đám tan đó đó thì cũng có được một cái chút đỉnh vốn để mà cho gia đình ở lại để mà làm ăn tại vì thời điểm đó gia đình của bên thằng sớm cũng không có phải là giàu có gì khủng khiếp đâu cũng chỉ là 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 cũng đủ ăn đủ mặc chút đỉnh thôi đã nhưng mà kiểu như như là xong cái câu chuyện rồi thì người ta nói trời ơi cái thằng nhỏ này nó năm sáu tuổi thôi mà nó còn hơn người lớn nhiều lắm mặc dù biết xui rủi mất như vậy rồi nhưng mà hiện về không nói chuyện như người lớn chỉ rành rọt ba mẹ cúng của quyền nhà mới năm sáu tuổi mà biết củ quyền là cái gì luôn đó rồi bắt đầu là cúng những người ở dưới đây người ta mới thả con ra đã cái rồi sau đó bây giờ đã, xong đúng như những gì đã, đã tiên liệu rồi nha mà khi mà mất như vậy rồi về đầm đám tang còn để lại cho ba mẹ một cái phần tiền để cho ba mẹ còn trang trải này nọ ở trong gia đình Tại vì ở nhà của cái ông hàng xóm đó còn một cái đứa nhỏ nữa. Em của cái thằng nhóc đó lúc đó là mới có 2 3 tuổi thôi. Đó nên người ta nói người ta đồn về cái đứa nhỏ này không tới nổi mà gọi là sân 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 thánh sân thần sân thần sân Phật gì đâu. Nhưng mà người ta nói là một cái đứa nhỏ như vậy linh thiêng và còn hơn cả những cái người lớn một người ha rất là nổi tiếng trong sớm luôn thế thì sau đó cho tới hiện tại bây giờ luôn thì à, chị trai chị nói đó, chị bây giờ đã quay về sài gòn ở rồi à, cũng khoảng lâu lâu cũng gọi về hỏi nhưng mà cũng biết được là sau khi mất cho tới bây giờ luôn vài năm trời rồi thì cái đứa nhỏ nó không có hề quay về mà nó quậy phá gì cả chỉ con cái là cái con suối đó sau cái sự kiện đó là Mấy đứa nhỏ không dám tới tắm nữa mọi người Không còn dám tới tắm nữa luôn Thôi rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mọi người ha Hai rồi, một cái câu chuyện nó rất là hay và rất là ý nghĩa như vậy luôn Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này Và đừng quên, đã nghe đến đây rồi là nhớ bấm giùm mình cái nút like nha mọi người nha Để cho Youtube ưu tiên mình nhiều hơn Và khi đó người ta sẽ gửi chuyện về Và mình lại có chuyện để tiếp tục mình kể lại cho mọi người cùng nghe ha Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha giữ mặt xin chào tất cả mọi người oh <laughs>